kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, do rãnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc nên ngày hôm qua, hiệu ứng phơn ở các tỉnh Trung Bộ lại mở rộng lên các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Ngày hôm qua, nhiệt độ đã tăng khoảng 2-3 độ và dao động trong khoảng là 35-36 độ, có nơi tăng trên 36 độ. Tuy nhiên, đến chiều tối và đêm khi vùng hội tụ gió trên cao hoạt động trở lại, thì mây dông bắt đầu phát triển và gây mưa. Tuy nhiên, do mưa dông không xuất hiện trên diện rộng, nên nền nhiệt ở ban đêm vẫn giữ ở mức là 29-31 độ. Trong ngày hôm nay, do hình thế thời tiết vẫn chưa biến động gì nhiều nên nắng nóng vẫn tiếp tục hiện diện tại đây. Nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều nay tiếp tục dao động quanh ngưỡng là 34-36 độ. Đến chiều tối và tối thì mây dông lại có điều kiện phát triển trở lại và có thể gây mưa ở một vài nơi. Vì vậy, nhiệt độ sẽ lại hạ xuống mức là 30-31 độ. Tuy nhiên, do ban ngày mặt đất bị đốt nóng mạnh nên khi xuất hiện những đám mây dông gây mưa rất dễ kèm theo dông sét và gió giật mạnh. Vì vậy, người dân tại đây cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này, nhất là ở những khu vực đất trống trải, giữa những dãy nhà cao tầng hay những đường phố có nhiều cây cổ thụ. Sang ngày mai thì đới gió đông nam sẽ hoạt động, mang một lượng ẩm nhất định từ biển vào đất liền và chi phối thời tiết khu vực Hà Nội. Do vậy mà cường độ nắng nóng có phần bớt gay gắt hơn, nhiệt độ cao nhất trưa chiều giảm nhẹ xuống mức là 32-35 độ. Và đến chiều tối cũng như là đêm mai, vùng hội tụ gió trên cao sẽ hoạt động mạnh hơn. Vì vậy mưa dông có khả năng xuất hiện nhiều hơn, nền nhiệt cũng giảm nhẹ và phổ biến trong khoảng mức là 26-29 độ. Theo dự báo xa hơn trong vài ba ngày tới, vùng hội tụ gió trên cao vẫn sẽ còn duy trì, khiến cho mưa dông có thể sẽ xuất hiện vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Do đó mà nhiệt độ trong ngày cũng sẽ giảm khoảng 2-3 độ và phổ biến ở mức là 32-33 độ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay việc sở hữu một chiếc điện thoại thông minh hay còn gọi là smartphone đã rất phổ biến trong mỗi chúng ta. Tuy nhiên thì không phải ai cũng nắm rõ được cách thức sử dụng an toàn chiếc điện thoại thông minh này, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng như hiện nay. Smartphone là một thiết bị điện tử sử dụng pin và có thể phát nổ khi nhiệt độ quá mức cho phép. Trong thời tiết nắng nóng thì quý vị cần hết sức lưu ý việc sử dụng smartphone ngoài nắng. Nắng nóng có thể khiến smartphone bị quá nhiệt độ cho phép và phát nổ. Đặc biệt là ở nam giới vốn có thói quen để điện thoại ở túi quần trước. Việc này là hết sức nguy hiểm khi di chuyển trong trời nắng nóng bằng xe máy. Dưới ánh nắng mặt trời thì nhiệt độ của smartphone dù qua lớp vải quần cũng tăng rất nhanh. Khi phải chịu nhiệt độ cao sẽ khiến độ bền của máy giảm đáng kể, sau đó là nguy cơ cháy nổ gây nguy hại tới sức khỏe người dùng. Do vậy thì khi di chuyển ngoài nắng nóng, quý vị nên cất điện thoại vào ba lô hoặc là túi thì không nên đút vào túi quần trước, nơi thường xuyên bị ánh nắng mặt trời chiếu vào khi điều khiển xe máy. Đặc biệt là tránh vừa sạc pin dự phòng vừa cất điện thoại vào túi quần. Cũng không nên vừa sạc pin vừa sử dụng vì nhiệt độ máy sẽ tăng cao hơn so với việc chỉ sử dụng hoặc chỉ sạc máy. Ngoài ra thì quý vị nên tránh sử dụng điện thoại ở nơi nắng nóng, nên tìm chỗ râm mát, nên thường xuyên để ý nhiệt độ smartphone khi sử dụng trong thời tiết nắng nóng để tránh máy bị quá nhiệt gây tai nạn đáng tiếc. Và đến đây thì bản tin thời tiết xin được khép lại với những thông tin dự báo cho thủ đô Hà Nội trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Ba Vì, Sơn Tây mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, độ ẩm trung bình 77-83%. Khu vực Phúc Thọ, Chương Mỹ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ, độ ẩm trung bình 76-82%. Khu vực Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ, độ ẩm trung bình 78-83%. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, độ ẩm trung bình 77-82%. Trung tâm thành phố Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ, độ ẩm trung bình 76-81%.